Hello anh em. Này phát hiện được kẹo thơm nữa nha anh em. Đây mình sẽ quay cho anh em xem. Một kẹo thơm tổ này bự lắm anh em ơi. Mình thò tay lúc ở dưới này nè. Cái bọng nè muốn ngặt tay. Dưới này nè, lúc ở dưới này. Ăn lúc dưới đất này luôn rồi. Một cái bọng bự lắm. Cái bọng sâu lắm. Bây giờ cái này nè, đào chỗ này ra, một là đào chỗ này ra, hai là bắt đầu mình dành, mình sẽ lấy từ 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 xuống. Đó. Nó có hai phương pháp nha. Giờ để coi mình thử phương pháp nào ấy. Cái bọng này thì bên đây sát dách, bên đây cũng sát dách luôn. Giờ khoét lỗ bự ra, bây giờ mình sẽ khoét rộng ra. Xong rồi đây có thể mình lách la lấy nguyên cục thử được không. Cái này mình cũng đem ổ này bự lắm, mình phát hiện mình đem hai thùng nha. Có gì mình tách bày cho nó luôn, mùa này nó cũng đang tách bày thì mình đi hốt cái thùng này, thùng vua thùng 30 15, thùng này đi hốt rất là dễ nè, luôn gọn lắm. Cho mặt là lẹ, mình về cho mặt lẹ lắm, mình chặn khúc làm sao vậy nè, đó là bắt đầu là về rồi. Thời gian là cho mật là đây sao mình lấy thôi, cái thùng thùng này thì nó lẻ cho mật hơn miếng cái thùng dài rồi sao gãy rồi. Alu gãy rồi. Ok, bút mạnh quá sẽ gãy này. Vừa nhẹ tay thôi, làm hơi mạnh nhưng mà để vẫn được, nó hơi giòn đấy sao bỏ đi tính nó sao. Bây giờ mình sẽ tách bày, mình bắt nó sẽ tách bày luôn thử coi sao nha. Để mình để cái nón chùm vô cái anh em ơi, rồi mình sẽ đục nó coi sao, phá miệng ra. Ok, lấy nó anh em ơi. Đây, đồ nghề của mình đây. Hai cây dao lách, hai cây đục và hai cây búa. Bây giờ mình để sổ tay áo xuống anh em ơi. Dọn dẹp cái này coi sao, ổ này ổ cũ à. Cái bờ nó bự lắm. Đóng theo cái dừa này lâu lắm rồi. Keo ra tới ngoài này nè. Lắm. Trời ơi, cứng nha nha. Trời ơi. Cứng nha anh em. Không phải dễ ăn đâu anh em ơi, thấy tính dễ ăn. Trời ơi, anh em nghe gì không? Cốc cốc luôn á. Mới động cái nó gà. Phải bươi ngoài này một lỗ mới được. Lúc bên đây luôn. Rồi tới đây luôn rồi. À dữ vậy. Trời lầu trứng luôn anh em ơi. Nó nằm ngay chỗ này rồi. Trứng nằm tới đây rồi. Để mình nới rộng chỗ này ra. Nó sọp sọp thấy cục trứng. Đó, bắt đầu ra đó. Thì hì bù đó. Nó cứng nhắc anh em ơi. Lắm mà cái dừa này nó cứng lắm, bự lắm, rồi ăn cái bụng này nó cũng chua lắm. Nó anh em nghe gì không, bong bong luôn. Cái dừa cứng dữ vậy. Ồ, nó ra buông nó ra, buông nó ra quá trời nè. Sao ta, trời ơi. Trời ơi. Ờ, đúng rồi, hay rồi. Mấy mấy búa. Không, búa hạt chua. Búa là cố gắng thì sẽ được. Ủa, này, lỗ gì đây? Nó có đóng trắng này, không sao.
để mình mở miệng mình làm vòng vòng trước đã, để mất thời gian của anh em. Đó, có bầu diều rồi ha anh em. Anh em thấy không? Hai miếng bầu diều. Hơi quá là hở thân anh em ơi. Ok ok, ngon. Để mình đặt này ra. Khó mà, rốt cuộc nó cũng không khó anh em ơi. Nó cũng dễ. Mình sẽ lấy vui một cái cục lên luôn. Nguyên một cái cục của nó lên luôn rồi mình. Bắt nó dễ hả? Nghĩ nè. Quá đồng, quá đồng. Nha, thì luôn. Con không dính díu gì mấy. Giờ nó mọc rồi, nó không dính díu gì mấy nha con. Với cái tổng đồng này. Nguyên một cái bọn. Quá đã. Quá đã luôn anh em ơi. Con này là bức chân đó. Bức chân đó anh em. Tổng thoa nè. Mình lấy dài dài đây nữa rồi. Mình vinh nó ra. Mình làm nó cứng thôi. Dưới cục này. Bẻ, bẻ hổ, bẻ hổ. Bẻ hổ anh em. Quá trời, quân ở đâu quá trời. Lỡ phút ai cái bẻ hổ. Hổ này đâu chắc có trứng chúa, không có trứng tơ luôn rồi đó. Dính nhẹ ngoài này luôn. Ngon lành. Lúc bên này luôn. Chà chà. Ok. Mình sẽ gian từ từ tiếp anh em. Tiếp tục nghe em bên đây nữa. Bên đây mình lắc từ từ nữa. Bên đây thì nó nồi nguyên con rồi. Anh em à. Bắt cứ được mấy cái gì này đã lắm. Dí nó từ từ ra. Dính nguyên cục ra sướng tay lắm. Đóng dính thành nè. Đang đóng dính thành nè anh em ơi. Dậy từ từ ra thôi. Đó, dính thành nè. Nó hơi khó lấy. Lấy là phải bị bể. Thấy không? Bể nè thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ trọt cho thành mình dính nguyên cục ra luôn nha. Xịt mật. Cục này bự quá, cái ghinh này được không nè. Dồ nó bự quá, cái lỗ bự quá. Trời ơi, nguyên cục rồi sao vinh ra. Sao vinh ra đây. Quá lắc ra nghe. Mở miệng, mở miệng. Kinh nó ra. Ra rồi anh em ơi, ra rồi anh em ơi. Oh yeah. Trời ơi. Nó tròn lụm luôn, nó đã luôn. Đường nào bắt trượt con chúa này. Yeah. Rồi để mình lụm cái này lên cái. Rớt cái này. Rớt mới trứng này lụm. Tiết kiệm từng trứng. Một cục quá đã. Rớt nhóc cái này cho anh em ơi. Bị bể. Rồi ok, để mình xử lý cái miếng mật đó nè. Đây, một cục anh em ơi. Để mình tách cho anh em xem nha.
với một cục luôn. Đây, để mình chỉnh cái camera gần gần cho anh em thấy ha. Ok. Đây, nay mình sẽ quay một cái góc quay khác hoàn toàn so với thường ngày. Mình sẽ đây. Cái này nè. Những trứng lắc nhắc bỏ qua đây đi, lát tính nó sao. Lát mình tính nó sao nha anh em. Bây giờ mình sẽ xử lý nó. Cái nó như thế nào đây, nguyên cái cục quá tai cái cục rồi. Trứng lắc nhắc quá trời cục trứng hà anh em ơi. Mật nữa nè. Khui 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 khui. Góc này anh em thấy rõ không? Không biết nữa. Mình xem cái cam ở đây. Đây, anh em thấy cũng không rõ gì mấy đâu. Phải gần như vậy nè. Đấy. Xử cam cho anh em xem. Đúng rồi. Đó, gần như vậy đó. Anh em xem thấy rõ. Nguyên một cục nhộng này nè anh em. Cục nhộng bự chà bá luôn. Đây mình lấy miếng miếng mật chỗ này nè, mình cho vô tổ cho nó, bỏ bên đây, mình bỏ bên đây là để cho nó biết làm mật bên đó nha anh em. Đây lát mình tính sổ nó sao, nó còn hốt còn dục nữa. Bây giờ lát cho anh em xem luôn. Chiếc cha nó bể đường nào vậy? Đây mệt. Mệt kêu quá trời. Đây mình góc đây. Rồi lấy góc bên đây trước. Khui. Khui. Đó này là bao keo luôn. Tay rồi anh em ơi. Đây phấn cũng nhiều quá tài nhiều. Trứng ngon. Nguyên cái cục trứng dưới bên đây. Từ từ thôi anh em ơi, không có gấp được anh em. Để mình dọn ra cái phục. Phục 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 phục. Đây nè, nguyên cục trứng này nè. Quá trời nè. Nhóc luôn, nhóc luôn. Ui, trứng lẻ tẻ quá trời. Sao mình lấy bắt con chúa cái còi. Mật không. Bể. Giờ sao mới bẻ đầm hai đây nè. Mình đang tính đường nè anh em. Con chúa mà nó chui vô trong cái cục phấn với mật là bắt nó cực. Mình đang tính đường cho mình lăn kiếm đường.
mẻ ra từng phần luôn. Sao ta? Đặt cái này lên. Quá mệt kìa. Phấn cái cục trứng này ra riêng nè, nó tách ra được cục keo mật 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 với phấn, sẽ tách cái cục này ra. Mình đang kiếm đường. Một cục tạm thời để đây. Quá tay rồi đây. Để mình đổi này cho anh em xem nè. Một cục phơm mật, quá tay cục mật này đây. Keo rồi nè. Cục mật khủng khiếp luôn. Nó chảy rồng rồng ở đây nè. Dục cục này đi. Giờ lấy con tém tém mà mình lấy mật nó chảy lồng rồng xuống dưới cái cục nhộng rồi. Mình sẽ tém từ từ anh em ơi. Bươi lấy từ từ thôi. Mình kiếm con chúa nè. Mình xử lý cục này xong rồi mới tém vô cục mỡ, cục nhộng được. Phấn mình không lấy. Chứ để nó ướt mật vô trong nhộng nó dễ hư. Cục này mối tay luôn á. Chia đàn mà cũng hơi bị xốp. Đó. Ngốc luôn này mà nó ngốc ngách, nó đóng quá trời trong này luôn. Nên lấy bớt mình mới bẻ được nhộng ra được. Kiếm được mình chia nó ra làm hai mới được. Đây một cục, một cục chia nó ra mới được, không không chia ra là không được. Còn trên này nữa nè, quay gì nó cận hơn cái để góc kia. Riêng cái cục nhộng với mặt này ra riêng. Bẻ ra thử cho coi. Trời ơi nó phập dưới này một cục. Quá trời, ổ này nhộng kinh khủng luôn em ơi. Ok úp này trong này luôn. Quá trời luôn.
quá trời luôn anh em ơi. Một cục luôn nè, nguyên cái bầu diều ở dưới quá trời rồi. Quá tai rồi. Ô đi, siêu nhộng luôn. Cố gắng lấy con chúa đó kìa. Ôi có trứng chúa luôn anh em ơi. Đây trứng chúa. Rồi bây giờ sao đây? Tạm thời gửi cục này đây cái. Nó đứng giữa đây đi. Mình xử lý cái cục này cái. Con chúa nó nằm ở đâu cái đã. Lại đây em trai. Em trai lại đây em trai ơi. Bài này tắt bài là chắc rồi anh em. Bay là cái chắc rồi. Sẽ kiếm trứng chúa già. Một cục trứng già luôn, khủng khiếp cục trứng già luôn. Ổ này quá trời siêu rồi. Siêu nhộng luôn. Cực kỳ. Kỳ nhộng luôn em ơi. Mình sẽ tiễn ra bớt. Đây ra nguyên cục luôn. Chưa thấy chúa luôn em ơi. Nguyên cục trứng ngon ngon quá, đã quá. Trứng này đưa vô là chúa đẻ ầm ầm. Rồi để mình qua cái cục sau coi. Lòng thòng lãnh thảnh gớt mà ra luôn. Con chúa nằm đâu? Quá trời ong luôn nè. Chưa thấy chúa luôn. Quá bự. Cho qua đây đi. Từ từ kiếm. Bẹp bẹp à. Nãy cái máy mình á mua hết pin gì nó tắt nghe không? Quá trời đã trứng khỉnh khủng khiếp. Bắn trong này mấy cái bùi nhùi quá tai bùi nhùi. Em chúa ơi, em đâu rồi? Anh qua đây, anh kiếm em đây. Em chúa ơi, em đâu rồi? Anh qua đây, anh kiếm em đây. Anh bẻ ra luôn đây. Bày đông khủng khiếp luôn. Đó, mình bẻ ra từ từ, lấy nguyên ổ luôn nè. Ổ trứng non này như này. Từ từ kiếm chúa luôn. Đây, phút này là nó lội nguyên cục rồi anh em. Phút quyết định nha anh em. Quyết định chúa đây nè. Còn phải lâu để mình lấy từ từ. Quyết định. Quyết định. Mình sẽ lấn lấn từ từ nè, ông nó rút 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 vô. Đó. Còn cục này thôi chứ không còn cục nào. Chúa không nằm đây, nằm đâu. Bây giờ nó đóng dính 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 trong này, nó hơi khó lấy. Hơi khó lấy anh em ơi. Bẻ tiếp. Hơi khó lấy ở chỗ này nè. Ép xuống quá thì nó dập trứng. Quá trời nó đương nhiều kẻ.
làm bằng tay là chết chúa luôn á. Mình ép cái này dập trứng. Dập trứng trơn. Chúa thôi, chúng mình không sợ. Chúa đâu, Chúa đâu, Chúa đâu. Ui trời, Chúa đâu? Ủa chứng gì rồi, Chúa đâu? Nhấp đâu rồi? Kiếm trong mấy cái kẻ này nè nè. Chưa thấy luôn. Để mình kiếm thấy mình cho anh em xem. Đây, nó trốn trong này nè anh em. Trốn hả bưởi? Nó trốn anh em ơi. Nãy giờ kiếm nó nè, mình banh ra từng góc góc kiếm chết luôn. Nó trốn trong này. Đâu rồi, đâu rồi? Chui vô đâu nó lẹ quá. À đây, chui như này. Kiếm đường mình bắt nó mới được. Nó lẹ lắm. Trong cục trứng non này, còn cục trứng non hàng gì nó trốn trong này. Trong cục mật. Không thèm ra. Đúng rồi, vô cục trứng gì đó. Rồi, chạy vô trong nữa rồi. Hay quá. Vô cục mật rồi. Quá hay. Thấy nó gì chứ nó lẹ. Qua tới đây rồi, qua tới đây rồi. Qua đây thì tôi xớ cục mật này ra. Cho mày nguyên cục mật luôn. Đây. Để đây đi. Tính mày sao? Bắt con chúa gái đã. Bây giờ mình sẽ cho nó vô cục này. Đó. Mày chui cục nào. Rồi ok, nó vô cục đó. Rồi, mình sẽ xử lý nó anh em. Để cửa tay cái. Rồi, ok. Mình đã chừa cho nó một ít trứng non nè. Trứng vừa vừa, trứng già luôn, gần nở luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vào trong thùng luôn. Đó. Ấy xong mình tặng bạn anh em có một thùng thì mình sẽ cho anh em cái miếng băng keo hai mặt như vậy luôn nha. Rồi anh em về anh em gỡ cái lớp ra, mình sẽ dán sẵn cho anh em luôn. Anh em về là dán vô rồi, anh em chỉ cần gỡ lớp mặt này ra, dán miếng này vô là ok. Đó, mình sẽ để đây cho nó vô. Đậy lại, tối nó chịu tối nha anh em. Này sẽ mấy cái keo để em dụ nữa nè. Giờ mình sẽ lấy ra. Là bắt đầu nó sẽ vô, vô tổ. Còn cục nó đông anh em ơi, một cục đây nè, đây nữa nè. Quá trời quá đất kìa. Rồi để mình xử lý cái tổ này với cái cục này nữa. Mình cho nó trong thời gian đó mình cho nó thu gom vô đây. À, nó chịu lên cao. Nó chịu lên cao thì mình sẽ cột cho nó lên cao. Chịu lên cao mình sẽ cọt cho nó lên cao. Trên này nó sẽ nhiều hơn.
quá trời à. Đông, quân đông, quân khủng khiếp luôn đó. Rồi, bây giờ nó sẽ vô đây, nằm ở đây một mớ này. Mua đây để mình cho vô đó, để mình xử lý chỗ này, chỗ này cái. Đây, chỗ này thì mình có cái trứng chúa anh em. Đây, mình có cái trứng chúa nè, còn ngon lành luôn. Mình sẽ để chỗ này dễ quan sát. Chỗ này đi. Để một chỗ nào nó dễ quan sát. Trứng nó sẽ nở, mình sẽ dễ nhìn thấy hơn. Bây giờ mình cho một ít trứng già. Đây có trứng già rồi, con này để mình về diện với bầy kia. Nói chung thì càng đông thì bên đây càng tốt thôi. Để mình về diện, đây cũng nhiều, khá là nhiều rồi. Trong thời gian chờ trứng chúa nở. Ở này thì thấy có một trứng chúa, không có nhiều. Ổ lớn nhưng mà trứng chúa nó ít. Bữa trước mình hốt ổ kia thì quá trời luôn, một ổ 5-6 trứng chúa, có khi cả chục trứng luôn. Con này rất là ít. Không giờ mình sao? Đây là cái này mình đựng trứng đây, mình dán nó lại. Mình cho nó, mình kiếm một cục mật. Cục mật mình bỏ qua đây nè. Để mình kiếm cục mật nào được. Ok, mình đã xử lý xong rồi các bạn. Đây. Cái ổ này là ổ trứng nha. Đây lại mình để dưới này cho nó vô. Ở bên đây nó thu được mỡ rồi. Để mình coi nó vô nhiều chưa. Đủ quân chưa này. Đủ quân là mình đóng nút lại. Chừa cho cái ổ kia nhiều hơn. Khui. Trời ơi đen trong này hết trơn anh em ơi. Lột miếng này ra cho anh em coi luôn. Trời ơi, nó vô quá trời vô rồi. Đen ngầu quá mạnh. Còn như cho vô thùng này đi. Quá. Vậy là mình xong rồi đó các bạn. Thấy không? Đơn giản thôi. Hên gặp ổ nguyên cái bọng hết, nó cái bọng luôn cục rồi. Vậy mình treo cái ổ này lên, mình xử lý cho nó lên trên đây, cho nó vô cái này hết đi. Giờ ổ kia xong rồi, cho tới ổ này. Qua trời ngầu đen ở đây này. Có cái ổ mình để đất vô, có ổ mình để trên mới vô mà. Nó gom lên đây thì mình cho lên đây. Trên này nhiều lắm nè. Mình sẽ cọp bên đây, mình cho nó vô. Này chiều mình mới lấy về được, chiều tối thu hết quân luôn. Đây, đây cũng gần nhà. Đó. Súng vô đây nè. Rồi. Xong, mình đi mình về, về xách cái ổ này về cái. Xách ổ này về trước. Ổ đó bỏ lại. Để mình đóng nút lại rồi mình về. Thế là xong. Rồi, chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em clip sau nha. Anh em thấy có hay thì cho mình một like và lượt chia sẻ nha. Rồi.